cáo tuyết, cũng được biết đến với tên gọi là cáo bắc cực hoặc cáo bạch tuyết, là loài động vật có thói quen săn mồi tinh vi. Trong mùa sinh sản, cáo tuyết thường sẽ săn trứng của các loài chim như chim cánh cụt, ngỗng tuyết hoặc chim biển. Chúng thường đi săn trên bờ biển hoặc trong các khu vực nơi chim đẻ trứng. Cáo tuyết sẽ đến các tổ chim và sử dụng kỹ năng săn mồi của mình để lấy trộm trứng hoặc đe dọa những loài yếu hơn để cướp trứng. Chúng có thể làm điều này bằng cách tiếp cận tổ chim từ phía sau hoặc từ trên cao, và sau đó nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Cáo tuyết cũng là một kẻ săn mồi khéo léo khi đối mặt với con mồi lớn hơn như ngỗng tuyết. Chúng thường tiến hành săn mồi theo cách tiếp cận cẩn thận và ngụy trang, tận dụng khu vực đất bao quanh để tiếp cận gần hơn con mồi mà không bị phát hiện. Khi đã đủ gần, cáo tuyết sẽ lao ra tấn công mạnh mẽ và nhanh nhẹn, thường nhắm vào cổ để làm đứt mạch máu và gây chết ngợp nhanh chóng cho con mồi. Những chiến lược săn mồi tinh vi này là cách mà cáo tuyết sống sót và thành công trong môi trường khắc nghiệt của vùng Bắc Cực, nơi tài nguyên thực phẩm thường xuyên khan hiếm.